Đây, giới thiệu với mọi người, đây là rau cào này, rau này mọc lên cặp đá này, dùng liềm thôi này, đúng không? Dùng lưỡi hái liềm hoặc dao để cào với bác, đây gọi là rau cào đúng không? Hay là rong mít biển đúng không? Rồi đây mới cào buổi sáng được bao rồi, được túi ni lông rồi. Rau này thì nó nằm ở trên đá, nó rất ngắn. Nó là một loại rong biển nhưng mà nó nằm trên đá, ở trên mấp mé bờ nước ấy. Nước với lại đá xấp xỉ nhau, mỗi lần thủy triều lên xuống thì nó sẽ rút. Và thường mà cạo vào lúc nước xuống. Cái này thì ăn rất là mát này, nấu canh. Nấu với các loại hải sản như tôm, cua hoặc là ngao, sò, mặt con hàu. Và khi nấu thì mỗi người có mỗi cái loại gia vị, nhưng mà thường trong mình thì nấu người ta cho thêm ít khoai lang ấy, cái củ khoai lang này, cộng với lại rau, một cái củ tỏi tươi. Đấy, ăn nó sẽ dậy mùi rất là thơm ngon, ăn rất là mát, vào mùa hè thì mát. Cái này thì nó thường chỉ cạo được vào đầu mùa xuân thôi này. Ở mình thì phải tích trữ lại. Ví dụ thường vào mùa xuân này thì người dân người ta sẽ đi cạo ở trên các phiên đá, xong bắt đầu là mình mang về phơi khô và để vào tủ cất ăn dần quanh năm, rất là ngon. Rau này lúc cạo xong rồi rửa sạch chứ nha? Đúng rồi, khi cạo xong thì nó sẽ có dính các mảng đá nhỏ ấy. Bởi vì nó nằm trên đá mà. Cho nên là khi mà cạo xong thì người dân người ta phải dùng các cục đá lớn ấy, người ta đập để cho nó rụng hết những cái đá nhỏ ra, chỉ còn mình rong không. Đấy, thì người ta mới mang lên chợ người ta bán. Mang lên chợ bán. Đây là sạch rồi đấy. Nhưng mà về chúng ta vẫn cứ phải rửa sạch sẽ xong rồi chúng ta mới cho vào tủ. Một là các bạn để tươi, rửa sạch sau đó để ráo xong rồi cho vào túi ni lông, ăn theo nhà mình ăn bao nhiêu thì mình cho vào túi ni lông xong để vào ngăn đá, mình ăn quanh năm. Đông kinh rồi, ăn mát thôi. Mùa đông ăn được không? Mùa đông tất cả các mùa trong ngày, bởi vì nó là một loại rong biển thôi. Ăn lúc nào cũng được. Đông này về cái đông to này, đông nó ăn ngon hơn. Rong to thì nó nằm ở dưới sâu, ở dưới nước thì nó lại khác. Còn rong này thì lại là nằm khác. Mặt đá thôi ba. Nằm ở sắp xỉ mặt đá với lại nước. Tức là mỗi lần thủy triều lên thì nó sẽ ngập đi, còn khi mà thủy triều xuống thì nó sắp cái viên đá bắt đầu là cạo. Rồi ok. Một năm nó sẽ mọc một lần. Mọc mùa hè này. Mọc vào mình chỉ thu hoạch nó được vào cái mùa xuân này thôi. Bởi vì mùa xuân này bắt đầu nó mới là mùa đâm chồi nảy lộc của tất cả các loại cây, kể cả rong biển nó cũng lên như thế. Rồi nha.